Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển mùa mưa nắng thất thường là một trong những nguyên nhân khiến cho số trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp phải nhập viện tăng cao. Đáng chú ý là thời gian gần đây, số lượng bệnh nhi sơ sinh mắc viêm phổi do nhiễm virus RSV tăng đột biến. Em bé chưa đến 2 tháng tuổi này nhập viện trong tình trạng nặng và được chẩn đoán là mắc viêm màng phổi. Trước đó dù đã được gia đình đưa đi khám, nhưng các bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh không phát hiện ra bé mắc bệnh viêm phổi. Nhà thì có đi chẩn đoán bác sĩ rồi. Đầu tiên nói là ho thì bác sĩ có nói là kiểm tra phổi thì chưa có làm sao. Nó mới là do dị ứng thời tiết. Sau đó chỉ vài tiếng sau thôi trở vào buổi đêm tối thì cháu ho nhiều hơn. Ho sau đó là rút phổi. Ho mình đo nhịp phổi của cháu là quá so với mức quy định bình thường. Thế đây là mình cho lên đây để bác sĩ kiểm tra. Còn bệnh nhi này cũng nhập viện trong tình trạng nặng, phải thở máy. Sau gần một tuần điều trị, đến nay sức khỏe của bé đã tốt lên. Hiện tại cháu đang hôm nay là ngày thứ tư thì tình trạng của cháu có tiến triển một chút ạ. Và cháu thở oxy thì cháu có dễ thở hơn một chút ạ. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, khoảng một tháng trở lại đây, mỗi ngày bệnh viện phải sàng lọc 80 đến 120 bệnh nhân làm test RSV. 30% đến 40% trong số đó nhiễm virus RSV. Bệnh nhân phải nhập viện chủ yếu là trẻ sơ sinh dưới 2 tháng tuổi. Ở những lứa tuổi dưới 2 tháng tuổi, một cái viêm khi trẻ mắc viêm phổi rất là nguy hiểm. Vì thế cho nên là khi mà xếp những cái viêm phổi trẻ 2 tháng tuổi thì chúng tôi đều nhìn nhận đó là những cái viêm phổi nặng, thậm chí là rất nặng. Virus RSV hay còn gọi là virus hợp bào hô hấp là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhiễm RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh có thể gặp quanh năm nhưng tập trung vào các thời điểm giao mùa. Triệu chứng khi nhiễm virus RSV thường rất giống và dễ nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Vì vậy, nhiều trẻ chỉ được khám và điều trị khi tình trạng đã trở nặng. Khi mà thay đổi mùa thì cả cái tỷ lệ mà do mắc nhiễm cả cái virus đường hô hấp cũng tăng lên. Và điều đấy khiến cho cái tỷ lệ chung là trẻ bị các bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là viêm phổi càng ngày càng tăng lên. Chưa nói ngoài ra một số trẻ có cơ địa mẫn cảm với yếu tố thời tiết. Ví dụ là hen, viêm tiểu phế quản thì khi thay đổi thời tiết đó là một cái điều kiện thuận lợi để cho các bệnh lý về hô hấp là xảy ra. Cũng theo các bác sĩ, virus RSV có khả năng lây truyền mạnh từ người sang người qua tiếp xúc hoặc hít phải không khí có nhiễm virus. Vì thế, cha mẹ cần tránh để trẻ tiếp xúc với người có dấu hiệu sốt, ho, rửa tay sạch trước khi chăm sóc trẻ, giữ cho môi trường sống của trẻ trong lành.